nay Trúc và chồng Trúc sẽ ăn một món đó là bún suông và cánh gà chiên nước mắm. Còn đây là fish cake ngày hôm qua ăn còn dư và sẽ tráng miệng với lại quýt. Bây giờ thì hai vợ chồng mình sẽ enjoy the meal. Thank you. Nè. Anh không bỏ rau à? Lẽ này là như này đây. Để cho nó đẹp. Như là cúng nha. Dạ. Người ta chỉ cần cúng. Em thấy đẹp mà mệt quá đi. Anh khó quá. Cô lấy cái chén đựng xương à? Ở nhà ăn chống dịch corona mấy bạn ơi. Hỏi chưa corona không? Hay corona? Tại sao lại kêu là Covid-19? Anh ăn bún xương tôm này bao giờ chưa? Chưa. Em nghe mẹ nói món này của người Bắc mà không biết phải không? Em cũng chưa ăn bao giờ. Thấy nó cũng giống bún mọc. Mà có gì nó làm bằng tôm thôi, hay là bằng thịt xay. Hôm nay trời đẹp quá trời á, đáng lẽ mình phải quay cái bàn này ra ngoài kia á cho mọi người thấy cái view đằng sau của mình đẹp hết trời. Nhưng mà đằng sau mình nếu mà quay ngược lại hình như nó tối rồi. Mấy cái rõ là fish cake à? Đâu? Mấy cái rõ trong đó là tôm đó, tôm xay á. Cái bún xương tôm á. Nó là tôm á. Thấy ăn cũng giống fish cake. Nè. Sáng giờ coi phim Hàn Quốc khóc quá trời. Sưng mắt luôn. Phim gì mà coi gì mà. Từ chết tới chết, ai cũng chết hết trơn. Tội nghiệp cũng chết hết trơn, khóc rồi. Thì bún nè. Ăn má bỏ nó ra đâu. Nó mẹ bớt là ăn mà. Không để bỏ vô cũng tô thôi.
mà em mua có 4 đồng nó sale mà hả, ăn hoài mấy mình. Chiều nay có lên nhà bố mẹ không? Có. Hàng của bố mẹ đâu có đóng cửa hả? Không. Ngon tới chiều. Mà nó không có lại á. Ít cay. Chết không? Ui dạ. Đáng lẽ mình phải quay cái tô chứ không mày hả? Chứ dạ, quay vậy không biết có thấy cái đâu có thấy cái tô ăn cái gì trong đây đâu. Cánh gà ngon không? Cánh gà người ta đặt không? Còn dư quá. Nào quá.
Ngon. Con cánh không ăn đi. Không. Không, nó không đi mà. Ăn nữa. Chưa. Trời ơi, đang quay hẳn nấu hoài. Cái quýt này chắc chua nè, phải nó không có tróc vỏ gì hết vậy trời. Chá ăn chua không? Chá ăn chua chua ngọt ngọt. Chua nhiều ngọt đây. Ăn gì nè mẹ chơi. Ừ. Ăn ba trái bạn ta ăn trái đi. Bó tay. Nó chưa? Ok. Nó rồi. Bye bye.